Ở đất Nông thì cái thời tiết nó khó chịu lắm, lúc thì 37, lúc thì 38, rồi tối thì là xuống 20 mấy, rồi đâu khi là gặp mưa trái mùa nữa. Là hầu năm rồi là chú làm không được, năm đầu là rụng hết. Sau cái vụ đó là bắt đầu chú thấy là trên YouTube là có chạy chương trình của ông Phát Nông, là chú theo, chú theo từ năm ngoái năm nay á. Thì Vi Hùng hay chia sẻ với bà con mình là phải ổn định trái, sau đó mới lớn trái, thì lúc đó bà con mình thấy cái số lượng trái trên cây mình mới còn nhiều. Xin chào quý nhà vườn thân mến, hôm nay ban biên tập đang có mặt tại Gia Nghĩa của Đắk Nông từ rất sớm và hiện tại thời tiết khu vực này cũng còn mát mẻ. Tuy nhiên, theo như chia sẻ của nhà vườn thì trưa và chiều nhiệt độ có phần gay gắt hơn. Vâng, và tình hình nuôi trái của bà con khu vực này đang diễn ra như thế nào? Xin mời quý nhà vườn cùng theo chân Hồng Thơ nhé! Gia Nghĩa là thành phố trẻ đầy sức sống của tỉnh Đắk Nông hiện nay, nơi hội tụ của những con người tài hoa, hiền lành và chất phác. Ở đây anh em gặp gỡ chú Mao, cùng chú leo lên cao rồi tuột xuống đồi để thăm từng gốc mẫn thon được gia đình dày công săn sóc. Hỏi sao trong vườn đủ loại mà chỉ chăm chút cho mỗi loại cây xù xì gai gốc, thì chú nói tiêu cay phê đắng chanh chua, chỉ mỗi cây sầu là thơm với ngọt nên phải mê hơn chứ. Thước hình trước mắt anh em là củ trái 45 ngày tuổi. Chưa rõ kinh nghiệm chăm sóc dày mỏng ra sao, nhưng sầu của chú Mao sở hữu nhiều điểm sáng hơn các vườn xung quanh. Đầu tiên là lượng trái nhiều, thứ hai dáng tròn, tướng đẹp, thứ ba là cuống dài, tươi mà gai nở cũng đều. Với tâm thế của người trực tiếp đương đầu rồi vượt bao khó khăn, chú Mao nghĩa từng trái sầu treo chặt trên cành mà trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc. Hầu năm rồi là chú làm không được. Năm đầu là rụng hết, còn 100 cây của chú là còn có được mấy chục cây thôi. Sau cái vụ đó là bắt đầu chú thấy là trên YouTube là có chạy chương trình của ông Phát Nông, là chú theo. Chú theo từ năm ngoái năm nay á, thấy cũng hài lòng. Và như năm nay là chú thấy là cây này thì chắc là thường là mình để chắc khoảng 70-80 trái, nhưng mà chú thấy là cây ước lượng của chú là bây giờ chắc 100 mấy trái, 150 trái trở lên, 200 trái thôi á. Rồi đó cũng tỉa xa rồi đó. Trời thương bà con khu vực Đắk Nia, trong lúc nhiều nơi khốn khổ vì khát thì ở đây nguồn nước tưới vẫn dồi dào. Tuy nhiên không phải ai cũng suôn sẻ trong việc chăm sóc. Chia sẻ lại câu chuyện đầu vụ, chú Mao kể dứt nhụy là ngay đợt nắng tháng 3 cho già le lưỡi. Nhiệt độ cao kéo dài khiến cây cối yếu xìu chứ không được sung. Thời điểm đó nhà nào khăng khăng tưới ít nước sợ đi đọt, ta tới nay rụng gần như hết. Kinh nghiệm sống lâu năm trên vùng đất này, chú Mao nói ở đây dốc cao nên rút nước nhanh, có khi tưới xong cây chưa kịp lấy thì nước đã bốc hơi đi mất. Với sự tìm tòi học hỏi các kỹ thuật mới, chú Mao đã cải tiến cách làm, nhờ vậy bảo vệ thành công vườn tược nhà mình. Thì ở Đắk Nông thì cái thời tiết nó khó chịu lắm, lúc thì 37, lúc thì 38, rồi tối thì là xuống 20 mấy, rồi đâu khi là gặp mưa trái mùa nữa là nó sốc. Thì nhiều vườn là cũng bị cái tình trạng đó. Nhưng còn như chú thì mỗi lần mà có nắng lên cao hay là mưa trái mùa là chú thường hay gọi cho anh em mong biên tập của ông Phát Nông, cũng nhờ quy trình của anh em cho thì mình theo đó mình làm. Nhưng mà theo chú nghĩ chú thấy là theo quy trình đó thì cũng bơm phun và phun mấy cái thời điểm là cũng đúng. Mỗi cây hiện tại còn neo hơn 100 trái theo hồ chú Mao tuyển chọn. Chuyện lăn tăn bây giờ là sầu mỏng thon ở Tây Nguyên trái 45-50 ngày vẫn chưa an toàn để cây đi đọt. Nhưng đây là thời kỳ trái lớn nhanh, nếu tiết chế dinh dưỡng không cung cấp đủ chất sẽ xảy ra tình trạng so trái, giật học và méo mó. Để gỡ rối, anh em đã cùng ngồi lại thảo luận cùng chú Mao và vẽ ra kế hoạch phân phứng cho phù hợp. Bà con thân mến, thì bên cạnh những cái cổ trái 25-30 ngày và những cái vườn đang ở giai đoạn chạy trái bà con, thì cái giai đoạn mà tầm khoảng 45-50 ngày cũng là một trong những cái giai đoạn mà nhạy cảm ở khu vực Tây Nguyên. Thì Vi Hùng cũng xin chia sẻ tới bà con mình một số cái thông tin và cũng như một số cái cách mà mình chăm sóc trái sầu riêng giai đoạn này. Về cái phần dinh dưỡng dưới gốc, thì ở giai đoạn này cái nhu cầu dinh dưỡng của cây sầu riêng mình nó sẽ nhiều hơn ở giai đoạn trái nhỏ, đặc biệt là trong cái bối cảnh
trên vườn của mình càng nhiều trái thì cái nhu cầu dinh dưỡng nó càng cao, nên Huy Hùng ưu tiên ha, vẫn là cái công thức quen thuộc, nhưng mà cái cách mình cung cấp cho cây thì nó sẽ mới lạ hơn, là cái phân NPK 3:16 mình cộng chung với can Origin Gold mình hòa ra mình tưới. Và một cái lưu ý nữa, nếu mà cử phân trước bà con mình có bón mà chưa dùng cái canxi bo thì giai đoạn này bà con mình cứ tích hợp dùng Huy Hùng cái canxi bo vào để cho trái mình nó lớn đồng đều nè, gai nó chắc, để khúc sau ví dụ mình có thúc, mình có nông học, đỡ cái tình trạng nó bị bể gai. Và Huy Hùng xin gửi tới bà con mình cái công thức theo cái quy chuẩn là phi 200 lít, bao gồm là nửa lít Origin Gold nè, mình cộng khoảng 4 kg 3:16 và đâu đó tầm khoảng 2 kg canxi bo. Bà con tưới dùm Huy Hùng tầm khoảng 10 gốc và mình tưới cây hấp thu và cũng như là mình đưa dinh dưỡng kịp thời. Mặt trời đã dần lộ diện sau lớp mây xám mù mịt, không khí trở nên oi bức và ngột ngạt hơn. Thời điểm này khá phù hợp cho lũ bướm xanh nở và có thêm chu kỳ gây hại mới. Với sầu riêng mang trái thì sâu và rệp sáp là các đối tượng dày dẳng. Chúng đeo theo cuống, chân gai để chích hút và tạo nơi trú ẩn. Từ đây tạo đường cho bệnh hại tấn công và làm mất phẩm chất, năng suất khi thu hoạch. Vì thế trong thao tác dưỡng trái sắp tới, bên cạnh nhóm chất tác động theo hướng hormone và dinh dưỡng, thì nhà vườn phải quan tâm hơn về côn trùng hại nhé. Thì trong cái bối cảnh thời tiết nắng nóng đó bà con, thì trên vườn thì Huy Hùng hay chia sẻ với bà con mình là phải ổn định trái, sau đó mới lớn trái, thì lúc đó bà con mình thấy cái số lượng trái trên cây mình mới còn nhiều. Và đặc biệt nha, khi nhắc tới cái việc ổn định trái thì bà con mới hỗ trợ cây sầu riêng về vấn đề chống sốc và cái dinh dưỡng. Và trong các cử phun dạo gần đây á, Huy Hùng hay cho bà con mình ứng dụng cái super cát bên trên và cũng như bên dưới, đặc biệt là giai đoạn trái tầm khoảng 45-50 ngày như trên tay của Huy Hùng á, đây là cái giai đoạn mà trái sầu riêng mẫn thon của mình nó so trái với nhau và cũng như nó cạnh tranh dinh dưỡng với nhau rất là nhiều, nên cái cử phun này Huy Hùng sẽ ưu tiên thứ nhất là chống sốc, thứ hai là mình sẽ giúp cho trái ổn định, và đâu đó có những đối tượng côn trùng nó đang tấn công vào trái sầu riêng non của mình bằng cái bộ giải pháp thứ nhất là cái super cát, thứ hai là cái nuti active Tây Ban Nha cộng thêm giúp Huy Hùng là cái nano kẽm, cung cấp thêm cái hàm lượng kẽm dạng nano hỗ trợ cái màu xanh của trái sầu riêng của mình. Và một cái yếu tố cuối cùng là về đối tượng côn trùng gây hại, Huy Hùng đã chia sẻ khúc đầu là mình sẽ được quản lý bởi chế phẩm thần công. Supercap Nutri Active không những chống sốc giúp thuốc trái lớn nhanh mà các thành phần trong công thức còn rất ý nghĩa trong việc hạn chế vàng gai, bể đầu gai, đặc biệt bối cảnh thời tiết khắc nghiệt của Tây Nguyên. Như vậy coi như đã giải quyết được nhu cầu trước mắt cho chú mau. Dự báo những cơn mưa đầu mùa, mặc dù đến trễ hơn mọi năm, nhưng theo thông tin từ đài khí tượng cho biết thì mưa sẽ tập trung vào giữa và cuối tháng 5 này. Việc thay đổi trạng thái thời tiết đột ngột có thể dẫn đến việc sốc và rụng trái tiếp diễn. Do đó song hành với niềm vui mát mẻ từ mưa thì nhà vườn cũng nên trang bị sẵn những kinh nghiệm ứng phó, trong đó kiểm soát đọt và dàn kali gốc để chống rụng là việc ưu tiên hàng đầu. Và một cái lưu ý mà Huy Hùng chia sẻ với bà con mình ha, tại vì trong cái bối cảnh là có những cơn mưa trái mùa, đặc biệt là giai đoạn này trái nó đang lớn, nó đang cần một cái lượng đạm rất là nhiều, nhưng mà khi mưa trái mùa trong thời gian dài thì cái lượng đạm trở nên dư thừa, lúc đó bà con mình sẽ thấy cái hiện tượng là nó rụng hàng loạt do dư đạm đi đọt, nó rụng hàng loạt do dư cái lượng nước trên cây sầu riêng của mình, nên mình phải giúp chế cái lượng đạm này là mình dùng cái kali sunfat, kali trắng, và con mình tưới dặm nhẹ giúp Huy Hùng tầm khoảng 300-400 gram cho một gốc. Và một tình trạng nữa, nếu mà bà con mình thấy mưa bữa nay xong ngày mai chuyển sang mưa thì bà con mình lưu ý giúp Huy Hùng là mình phải bổ sung và cũng như mình hỗ trợ quá trình khống chế đạm qua những cái lá sầu riêng luôn bằng cái bộ đôi chặn đọt Vin 10 và Nano K cộng, thì cái bộ đôi này sẽ giúp cho bà con mình khống chế cơ đọt và đưa cái K cộng vào để cung cấp một hàm lượng kali dạng hữu hiệu, lúc đó bà con mình sẽ thấy cái việc khống chế đạm thừa và cũng như khống chế đọt ở bên dưới và bên trên nó đồng nhất, sẽ cho ra một cái kết quả nó rất là tối ưu cho vườn sầu riêng của mình. Không theo kịp công nghệ như các anh chị trẻ, nhưng chú Mau là khán giả thân thương và không bỏ sót chương trình nào, từ phóng sự ngoài thực tế đến livestream trò chuyện của kênh YouTube An Phát Nông. Nhờ đó mà các chế phẩm mới hay các kỹ thuật như lớn trái nông học được lão nông biết và đem lòng quan tâm đặc biệt. Mà thường là cái thái là chú là cây cũng to, cho nên là cái thái là chú thấy là thường cây to là nó hơi giật trái. Bình thường là nó tròn nhưng mà sau là chạy trái là nó giật, là chú muốn nhờ là
là ghé đến thăm vườn rồi mình hỏi thêm cái công thức mà để cái lúc mà nó chạy trái đó, cái công thức như thế nào rồi để mình năng học cho nó tròn hơn tí rồi cho mẫu mã nó đẹp. Theo các khuyến cáo về thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng, phải đáp ứng đủ nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng cách, đúng liều lượng và đúng thời điểm. Dựa trên quy trình chú Mau xem thì mốc thời gian 45 đến 75 ngày có thể ứng dụng GABA sữa, Calipquell và Carbofort để giúp lớn trái, sữa tướng, hạn chế tình trạng ống trục, lép học xảy ra. Tuy nhiên do miền Đông và Tây Nguyên có sự khác biệt về thời gian sinh trưởng, cụ thể quá trình lớn trái kéo dài hơn từ 20 đến 30 ngày. Qua đây muốn tác động kỹ thuật nồng học cho sầu riêng ở Tây Nguyên thì thời điểm tác động cũng có những lưu ý đặc biệt hơn so với miền Tây. Khi mà bà con mình canh tác sầu riêng hay là mình tạo ra những cái trái sầu riêng á, luôn muốn có một cái giá trị thương phẩm nó cao đi kèm với chất lượng và về cái hình dáng của trái sầu riêng. Như chú Mau có chia sẻ là cái vườn của chú đang có cái hình dáng nó đang cân đối, nhưng mà chú sợ là sau tầm khoảng 10 tới 15 ngày nữa thì cái vấn đề cạnh tranh dinh dưỡng và nó giật học sẽ xảy ra trên vườn của mình. Và Phi Hùng cũng xin chia sẻ và nhắc nhở lại bà con mình là bên công ty An Phát Nông á, có cái bộ giải pháp gọi là nông học lớn trái sầu riêng, và đặc biệt là một cái thời điểm mà sử dụng ở khu vực Tây Nguyên á, riêng đối với cái giống mẫn thon thì cái thời điểm khi mà ứng dụng cái bộ giải pháp này giúp Phi Hùng là tầm khoảng 70 tới 75 ngày. Tại sao? Tại vì cái thời gian và cũng như cái chu kỳ phát triển của trái ở ngoài khu vực miền Đông Tây Nguyên nó sẽ kéo dài hơn so với miền Tây. Và cái thao tác là mình vẫn thực hiện y như những cách mà Phi Hùng đã chia sẻ, vẫn ưu tiên mình bón phân dưới gốc xong, đợi 2 tới 3 ngày sau khi phân mình tan hết thì mình sẽ phun ở trên. Và một cái cơ chế mà của cái bộ nông học này, Phi Hùng cũng xin nhắc nhở lại bà con mình để bà con mình nhớ và tự tin. Trong cái bộ giải pháp này mình thúc đẩy quá trình lớn trái và cũng như nông học bằng hai cái nhóm chất điều hòa sinh trưởng, đó là gibberellin và cytokinin. Nên khi bà con mình phun vào á, thì sẽ thấy trái mình nó lớn cân đối về chiều dài và về chiều ngang. Và yếu tố thứ hai là gì? Khi cái trái sầu riêng nó lớn lên thì cái canxi là một trong những cái mà cây sầu riêng mình cần để hỗ trợ quá trình lớn trái, tránh cái tình trạng thì nó nằm trong cái chế phẩm Carbofort và cũng như là gì, amino dinh dưỡng, thì có chai Calipquell đã đáp ứng được nhu cầu. Nên Phi Hùng tin rằng cái bộ giải pháp nông học không chỉ là đang phổ biến ở khu vực miền Tây, mà khi ra khu vực miền Đông Tây Nguyên vào đúng thời điểm và cũng như đúng đối tượng thì bà con mình sẽ cho ra những cái trái sầu riêng có giá trị thương phẩm cao. Gió đưa cành trúc la đà, thể là duyên số mấy xa cũng gần. Với cơ duyên liên hệ trên kênh YouTube đã đẩy đưa anh em đến với cuộc hội ngộ hôm nay. Thật vui sướng khi những kỹ thuật được chuyển giao được bà con ứng dụng hiệu quả. Và đoạn phóng sự trên vườn chú Mau cũng đã khép lại chuỗi ngày rong ruổi trên đất Tây Nguyên. Tạm biệt vùng đất đỏ, anh em hẹn ngày trở lại không xa. Trước khi nói lời chào, ban biên tập xin mời bà con cùng ngắm nhìn luống trái xanh khỏe, treo đặt cành và cùng gửi lời chúc thành công, năng suất bội thu đến chú và bà con trong khu vực nhé. Bà con thân mến, qua đoạn phóng sự kỳ này, Hồng Thơ đã chuyển tải những thước hình đầy sức sống trên vườn sầu riêng của chú Mau. Qua đây cũng cung cấp thêm thông tin về giải pháp nông học nuôi trái sầu riêng Thái tại khu vực Tây Nguyên. Cuối lời, Hồng Thơ xin kính chúc sức khỏe quý nhà vườn. Xin chào và hẹn gặp lại. 4 điểm nhận biết hàng An Phát Nông chính hiệu. Hàng An Phát Nông phải có logo chữ APN với biểu tượng đốt lúa trên góc trái. Hàng An Phát Nông phải có dòng đơn vị phân phối công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phát Nông. Hàng An Phát Nông phải có băng nhận diện hình chữ L in chìm biểu tượng APN. Hàng An Phát Nông phải có QR code dẫn đến kênh YouTube An Phát Nông. Hàng An Phát Nông chính hiệu phải đủ 4 yếu tố trên. An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp.